suốt ngày anh không bao giờ quan tâm đến tôi vậy, anh Hero Bray? Tôi là những thực thể ác hám trong thế giới Minecraft, nên tôi rất là nhiều việc. Cô thật sự là phiền phức đó, Hero Bray gái à. À, anh dám nói tôi phiền phức sao? Rồi thôi, chúng ta chia tay đi, tôi sẽ không yêu một người với anh nữa. Muốn chia tay thì chia tay, có gì đâu mà phải sợ chứ. Vậy thì anh đừng có hối hận đó. Tưởng tôi cần cô à? Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Soul Crazy đẹp trai 12 cái tính nè. Ngày hôm nay mình cùng với Hai Chi TV sẽ đi xuống địa ngục trong đêm thôi các bạn ơi. Đặt cái gọi là khách diễn thảm sao nè, đó, đặt lên nè, đốt lên nè, xong rồi mấy bạn ơi. Ngày hôm nay mình cùng với Hai Chi sẽ đi xuống địa ngục để đi kiếm thêm rất là nhiều thạch anh để về xây thêm lại sinh tố, đúng không Hai Chi? Đúng vậy, đúng vậy. Rồi được rồi, đi thôi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Tự nhiên bị đi vô cổng địa ngục có tiếng vậy? Ôi, trên đó là cái gì vậy? Ê, sầu ơi, như tôi thấy nó giống Hero Bright á. Nó có thể tiêu diệt được mình luôn đó. Thôi, chạy đi sầu ơi. Ôi, là sao vậy? Nhưng mà có thật cái đó là thực thể bí ẩn trong Minecraft không? Cái gì mà sấm sét nhiều quá vậy trời đất ơi? Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái là cái cô gái đó hình như là đang khóc đúng không? Ủa, có chuyện gì với cô gái đó vậy các bạn? Ủa, bạn ơi, bạn có chuyện gì khóc vậy bạn ơi? Đúng là đồ tồi tệ, đúng là đồ xấu xa mà. Ủa, tự nhiên tôi có làm gì bạn đó, sao nhiên bạn đuổi tôi đi vậy? Tránh ra đi đồ đáng ghét. Vậy thì bây giờ tôi có giúp gì được cho bạn không? Tôi thấy bạn khóc như vậy tôi cũng không có muốn đi đâu. Bạn muốn giúp cho tôi sao? Đúng rồi. Kìa, ủa? Đâu mất tiêu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Ai ơi, trời đất ơi! Bây giờ bạn hãy là bạn trai tôi đi. Cái gì? Làm bạn trai của Hero Bray sao? Chuyện này là sao nữa vậy? Tôi sao mà tôi có thể làm được? Yên tâm đi, nếu mà bạn làm bạn trai của tôi thì tôi sẽ bảo vệ cho bạn. Bạn đừng có mà giỡn nữa, tôi là người bình thường, tôi không thể nào quen được bạn đâu. Cái gì vậy? Núp vô đi Hero Bray. Cái đó chính là cướp ở trong rừng đó. Ôi, hôm nay chúng ta phải đi kiếm bên nào để cướp tài sản của nó mới được. Thường có mấy đứa đi chặt gỗ vào đêm khuya nên chúng ta sẽ chặn đầu nó và bắt nó mới được. Cẩn thận nó nha Hero Bray ơi, vì trong ban đêm hắn ta luôn đi ăn cướp tiền của người khác đó. Vậy sao? Thì ra trên đời cũng có những cái tên ác độc như vậy hả? Đúng rồi đó, nên bởi vậy chúng ta hãy nên né ở đây đi. Hắn ta nhớ gì kìa. Ta gặp được hai đứa nhóc con rồi nè, tiền đâu đưa đây cho ta nhanh lên. Tôi chỉ là đi mãi trong rừng thôi, tôi không có tiền đâu. Ông ơi, cứu mày mau tha cho tụi tôi đi. Ôi, mày không đưa tiền đây tao sẽ đập mày đó. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tôi sẽ bảo vệ cho bạn. Thì con bé này muốn bảo vệ người khác à? Được rồi, tao sẽ đập mày nè con. Ôi, Hero Bray, cẩn thận kìa. Chết đi đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đèn em của ta đâu có trơn rồi, con nhóc này sao mà nó mạnh quá vậy? Ơi, đáng ghét thiệt, lần sau ta sẽ quay lại. Hắn ta bỏ chạy luôn rồi. Wow, công nhận sức mạnh của bạn đỉnh thiệt luôn đó nha Hero Bray. Tôi nói rồi mà, tôi có thể bảo vệ cho bạn đó, thấy chưa? Hero Bray, bạn bị cái gì vậy? Các bạn ơi, trên chân của bạn ấy bị một vết thương rất là nặng luôn kìa. Bây giờ mình phải đưa bạn ấy về nhà để chỉ thương mới được. Hero Bray ơi, về với tôi nè. Được rồi, bạn nằm ở đây đi. Nhưng mà vết thương của bạn ấy sâu quá, bây giờ mình phải làm sao đây? Chờ tôi tí nha, để tôi cầm máu cho. Gắng nhịn lên một xíu nha. Vết thương của bạn ấy có bắt đầu đỡ rồi kìa. Được rồi, để bây giờ tôi đi xuống dưới tôi nấu đồ ăn cho bạn nghe. Đi xuống dưới kiếm đồ ăn hay nào. Súp của bạn đây nè, bây giờ bạn ăn này vô đi Hero Bray à. Ăn vô cái này sẽ đỡ hơn nhiều đó. Trời ơi. Đây là súp hả? Đúng rồi. Nha, để mình ăn thử. Ôi, ngon quá à. Ăn vô đỡ đau hẳn rồi nè. Cảm ơn bạn. Không phải đâu. Tôi mới là người cảm ơn bạn mới đúng chứ. Nãy bạn đã bảo vệ tôi mà. Nhưng mà bạn quả thật là một người biết quan tâm đến người khác đó. Thiệt là tốt bụng quá đi mà. Ơi, lần đầu gặp được một người tốt bụng như bạn luôn á. Được rồi, hay là bây giờ tôi dẫn bạn đi qua nhà những người trong làng sinh tố của tôi để giới thiệu cho bọn họ chúng ta sẽ có bạn mới. À, cũng được á, tôi cũng muốn có bạn mới. Ở dưới địa ngục tôi có một mình là buồn ghê á. Đứng dậy đi, tụi mình cùng đi nè. Được rồi, đi thôi Hero Bray ơi, gặp bạn mới thôi. Chúng ta tới người đầu tiên đó chính là chị Mèo ơi. Chị à, Mèo, dạ. Đây chính là Hero Bray. Cái gì? Ơi, Hero Bray là sinh vật đáng sợ trong Minecraft mà. Phải người đó không vậy? Không phải đâu. Bạn ấy là một trong những người bạn rất là tốt bụng luôn á chị Mèo. Trời ơi, cái gì vậy ta? Rõ ràng là bạn ấy cũng là người tốt mà. Vậy chắc là người ta không thích tôi rồi. Thôi mà khoan đã, bạn đừng có buồn. Ở trong làng còn thêm một người nữa, đó chính là Hachi. Hachi có vẻ là chắc là sẽ biết bạn đó. Nên thôi được rồi, qua nhà Hachi nhanh lên. Bây giờ chúng ta đã đến nhà của Hachi rồi nè. Hachi ơi, có nhà không?
khác gì ơi. Kêu gì ơi. Giới thiệu với ông, đây là người bạn mới của tôi, đó chính là Hero Bride. Cái gì? Tại sao ông lại đi chơi với Hero Bride, sinh vật đáng sợ nhất trong Minecraft à? Ở gì vậy? Đừng nói chuyện với tôi nữa. Ủa gì vậy trời, sao ai cũng gọi là ghét Hero Bride hết trơn vậy trời? Tôi biết mà, hồi xưa tôi làm chuyện ác nhiều quá, cho nên là giờ ai cũng ghét tôi hết trơn á. Thôi bây giờ bạn đừng có buồn nữa, nếu bây giờ không ai chơi bạn thì có tôi chơi với bạn mà. Ủa vậy hả, cảm ơn thằng Liên nhiều. Thôi được rồi, bây giờ tụi mình cùng nhau đi chơi thôi, đi thôi Hero Bride ơi. À, tao tìm được cái làng của thằng nhóc rồi nãy với con nhỏ kia rồi. Nãy tụi mày dám đánh tao sao, giờ tao sẽ quay lại trả tù đây. Thôi, trên tay tao chính là khẩu súng rocket. Giờ tao sẽ phá banh cái làng của bọn bay. Phá nè nát cái làng của bọn bay luôn. À, ai đang phá làng vậy? Ông kia sao phá làng của chúng tôi vậy? Trời ơi, dừng tay lại. Ê, báo người ta có người phá làng kìa. Trời ơi, cứu với. Trời ơi, ông đang bị tấn công tấn công vậy nè. Hình như tự nhiên mình nghe có tiếng ai kêu mình đúng không ta? Đúng rồi á, hình như tôi cũng nghe có ai kêu sầu riêng ơi á. À, tao thấy bọn mày rồi. Hả? Cái tên đó chính là cái thì ra bọn mày ở đây à? Đợt này đừng hòng trách ta, tại sao ta lại ác vậy chưa? À, thì ra lại là mấy cái tên ăn cướp đáng ghét này nữa hả? Thôi, cái bọn này bọn chúng lì thiệt luôn đó. Bây giờ cái người đến làng của ta làm cái gì? Tự nhiên là trả tụ, nãy tụi bay dám làm nhục ta gọi với lại gì nữa. Bọn ta không hề làm nhục gì ngươi luôn đó, bọn ta chỉ bảo vệ bản thân thôi à. Ta không quan tâm, giờ tới người chết với ta nè. Đừng hòng, hãy xem ta đây. Một phát mà tiêu diệt nguyên một đám băng cướp đáng ghét luôn các bạn ơi. Ê, cái bọn đáng ghét yếu đuối này tôi đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Xịn thiệt luôn đó Hero Bride à. Ôi trời, cái bạn Hero Bride ơi, cho bọn tôi xin lỗi vụ hồi nãy nha. Ủa hả chi bà chỉ mèo kìa. À, cho tôi xin lỗi bạn nãy nói là sinh vật kỳ lạ trong Minecraft nha. Đúng vậy, tôi cũng xin lỗi bạn vì cái hành động hồi nãy nha. Nhờ có bạn mà tụi tôi mới thoát được khỏi mấy tên cướp đó. Hồi nãy tự nhiên nói người ta làm chi rồi bây giờ xin lỗi người ta gì kỳ cục vậy hả chị mèo. Thôi cho xin lỗi đi. Không có chi đâu, tôi cũng thích bảo vệ người khác nữa. Thôi cũng may là bạn ấy là người tốt đó. Thôi được rồi chị mèo nha chị ơi, hai người cùng nhau đi về nhà đi. Thôi vậy tạm biệt nha. Bye bye nha. Ôi còn Hero Bride ơi, tụi mình đi chơi cũng nhiều rồi đó, hay là bây giờ về nhà của tôi nghỉ ngơi đi. Cũng được ấy. Người dám rời bỏ ta, giờ ta sẽ không tha thứ cho người đâu. Thôi được rồi, bây giờ về nhà tôi sẽ nấu cho bạn một món ăn thiệt là ngon. Cái gì? Cái gì? Ai đây? Bạn gái Hero ai à? Hãy về nhà với ta đi. Nằm mơ đi, tôi sẽ không bao giờ quay lại với một cái người mà như anh đâu. Hả? Ủa? Hai người quen nhau sao? Đúng vậy, cô ấy chính là bạn gái của ta. Cái gì cơ? Hai người yêu nhau hả? Tôi không có muốn ở bên cạnh người ác độc và vô tâm với anh nữa. Nhưng mà cô có bảo vệ không? Không thôi thì đừng có trách ta đó. Ngươi là một cái tên tồi tệ mà bây giờ ngươi còn muốn cô ấy quay lại với ngươi nữa sao? Ngươi đừng có mong như vậy nữa. Vậy thì đừng có trách ta. Hắn ta đâu có tiêu rồi. Ủa nhưng mà hắn ta mất tiêu thì bây giờ mình phải làm sao đây? Chết nè. Hắn ta kìa. Ui, hắn ta đâu có tiêu nữa rồi. Hắn ta đâu có tiêu nữa rồi. Hắn ta có sức mạnh quái vật gì vậy trời? Chạy đi, chạy đi. Hắn ta có khả năng hả phá hủy toàn bộ thế giới này luôn đó, chạy đi. Cái gì phá hủy luôn cả thế giới? Cái gì mà kinh khủng quá vậy? Trời ơi, khó khăn rồi ha. Hay là để tôi quay về với hắn đi, để cho làng của bạn không bị phá hủy. Thôi ơi, không được, dừng lại đi. Hắn ta là một tên ác độc mà, nếu bây giờ bạn quay về với hắn, khác nào là bạn trở lại chốn địa ngục kia này đúng không? Mày nói cái gì ai? Mày muốn chết phải không? Hắn ta chết rồi kìa. May quá, bây giờ mình có nước không thôi là mình chết rồi đó mấy bạn. Nhưng mà bạn gái Hero Bride đâu mất tiêu rồi. Người tiện cô ấy làm gì? Tên Hero Bride đó bây giờ hắn ta đứng trước mặt mình luôn rồi kìa. Bây giờ ta sẽ kết liễu ngươi nè. Được rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Cái đó là cái gì vậy? Mình vừa thấy có chuyện gì mới xảy ra đúng không ta? Nhưng mà hình như là hồi nãy mình nghe tiếng của bạn gái Hero Bride đúng không ta? Sầu riêng ơi, tôi đã đưa hắn ta trở về địa cục rồi. Bây giờ bạn cứ yên tâm, làng của bạn sẽ không sao đâu. Thôi, nhưng mà nếu bây giờ bạn quay về địa ngục thì bạn sẽ gặp nguy hiểm đó. Trời ơi, con nhã kia thả ra mày chết nè. Trời ơi, cái đó là giọng của tên Hero Bride. Không lẽ nào bây giờ bạn gái Hero Bride đang cố hy sinh để bảo vệ làng của mình sao? Bây giờ mình cần phải tìm cách cứu bạn gái Hero Bride các bạn ơi.